những sao việt thích khoe khoang nhất showbiz, biết giàu có hay phong bạt và luôn thắc mắc về khối tài sản của những nghệ sĩ này đàm vĩnh hưng mister đàm và lối sống xa hoa đàm vĩnh hưng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình trên mạng xã hội nơi anh không ngần ngại khoe những chiếc xe hơi siêu sang như rolls royce bentley và những dòng xe tế khác những hình ảnh anh chụp bên cạnh các phương tiện này luôn nhận được sự quan tâm và trầm trồ từ người hâm mộ ví dụ trong một bài đăng gần đây anh đã khoe chiếc xe hơi rolls royce với dòng chữ đẳng cấp không thể chối từ không chỉ dừng lại ở đó đàm vĩnh hưng còn sở hữu một số bất động sản đắt giá từ căn hộ sang trọng đến biệt thự ven biển. Những bất động sản này không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng của sự thành công và đẳng cấp. Anh từng chia sẻ hình ảnh về một bữa tiệc tại biệt thự của mình, nơi được trang trí lộng lẫy với các món ăn cao cấp, thể hiện rõ phong cách sống xa hoa của mình. Về mặt thời trang, Đàm Vĩnh Hưng luôn gây ấn tượng với những bộ trang phục hàng hiệu từ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Versace và Dolce và Gabbana. Anh thường xuất hiện trên sân khấu với những bộ vest được thiết kế riêng, thể hiện cá tính và sự tự tin. Không ít lần, Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong các sự kiện lớn với phong cách thời trang khác biệt, từ những bộ vest cầu kỳ đến những trang phục gợi cảm. Đàm Vĩnh Hưng cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè trong các bữa tiệc sang trọng. Những bữa tiệc này không chỉ là dịp để gặp gỡ bạn bè mà còn thể hiện đẳng cấp và sự thành công của anh trong sự nghiệp. Trong một buổi tiệc sinh nhật, anh đã khoe một chiếc bánh sinh nhật có giá lên đến hàng triệu đồng, đi kèm với những món quà đắt giá mà bạn bè dành tặng. Với những gì Đàm Vĩnh Hưng thể hiện, anh không chỉ là một nghệ sĩ thành công mà còn là một biểu tượng của lối sống xa hoa trong showbiz Việt. Tuy nhiên, việc khoe của của anh cũng thường gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong công chúng. Dù sao đi nữa, sự kết hợp giữa tài năng và phong cách sống của Đàm Vĩnh Hưng đã tạo nên một hình ảnh độc đáo và ấn tượng trong lòng khán giả. Lý Nhã Kỳ, bà Hoàng Kim Cương của showbiz Lý Nhã Kỳ, một trong những nghệ sĩ nổi bật trong làng giải trí Việt Nam, thường gây chú ý với lối sống xa hoa và những phát ngôn gây tranh cãi. Cô không ngại chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh của mình trên mạng xã hội, từ các chuyến du lịch đắt tiền đến những bộ sưu tập đồ hiệu, xe sang. Lý Nhã Kỳ thường đăng tải những bức ảnh khoe về những chuyến du lịch tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Những bữa tiệc sang trọng hay những món quà đắt giá mà cô nhận được, cô sở hữu nhiều tài sản giá trị như biệt thự, xe hơi đắt tiền và các món đồ hiệu từ những thương hiệu nổi tiếng. Điều này đã khiến cô trở thành một trong những người nổi bật về sự giàu có trong showbiz. Tuy nhiên, sự khoe khoang của Lý Nhã Kỳ đôi khi khiến cô bị chỉ trích và gọi là thánh nổ. Nhiều người cho rằng việc chia sẻ quá nhiều về cuộc sống xa hoa của mình là không cần thiết và có phần phô trương. Những phát ngôn của cô, đặc biệt là khi nói về tài sản hay thành công, thường bị nghi ngờ và dẫn đến những tranh cãi trên mạng xã hội. Chẳng hạn, trong một lần phỏng vấn lý nhã kỳ từng khẳng định rằng cô có thể mua một chiếc xe hơi trị giá hàng tỷ đồng chỉ bằng số tiền cô kiếm được trong một tháng những phát biểu như vậy khiến nhiều người không tin tưởng và đặt câu hỏi về độ xác thực mặc dù gặp phải nhiều chỉ trích không thể phủ nhận rằng lý nhã kỳ là một nghệ sĩ có tài năng cô đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất và kinh doanh với sự nỗ lực không ngừng lý nhã kỳ đã xây dựng được một thương hiệu riêng cho mình trở thành một trong những cái tên được nhiều người biết đến trong showbiz việt lý nhã kỳ với phong cách sống sang chảnh và những phát ngôn gây tranh cãi đã tạo nên một hình ảnh gây chú ý trong mắt công chúng dù bị gọi là thánh nổ, nhưng cô vẫn là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và một cá tính độc đáo trong làng giải trí. Liệu họ giàu có hay chỉ phong bạt, và trong showbiz còn cái tên nào thích khoe khoang?